Xin kính chào quý bà con, quý cô chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình giá nhãn y đo, giá nhãn da bò hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang. Quý bà con, quý cô chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá nhãn thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số là nông sản khác trên kênh. Thưa quý bà con, quý chị các bạn, thì tình giá nhãn y đo, giá nhãn da bò trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì cũng không có biến động gì nhiều. Giá nhãn y đo hiện nay thì cũng vẫn còn đang ở mức cũng khá là thấp nữa quý bà con. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại để chúng quý bà con mình có thể yên tâm và có lãi cao. Đặc biệt là nhãn y đo hiện nay ở khu vực miền Tây thì cũng đang ở mức khá thấp. Nhãn y đo dao động từ 12.000 đến 14-15.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn đẹp xấu. Cụ thể là nhãn mà đẹp, da láng đẹp, trái to, nhãn sồ mà con mình gọi là nhãn VIP hiện nay thì dao động từ 14 đến 15.000, đẹp dữ lắm thì được 14 đến 15, còn nhãn thường thì dao động từ 12.000 đến 13.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi, tùy theo từng vườn nhãn đẹp xấu, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần. Ngoài ra thì tình giá nhãn cũng còn chênh lệch nhiều yếu tố nha quý bà con. Thì theo từng thỏa thuận giữa người bán và thương lái, những khu vực, những vườn nhãn nào mà gần giữa tuyến đường vận chuyển dễ, không vận chuyển ít tốn chi phí thì lúc nào thương lái mua cũng có giá cao hơn. Còn ngoài ra thì cũng còn chênh lệch tùy theo từng thỏa thuận giữa người bán và nông dân, công cán của lái hay là công của nhà vườn, mà giá cũng có thể chênh lệch lên xuống tùy theo lúc giao kèo, lúc bán. Nhìn chung thì chợ cập nhật giá nhãn hiện nay thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo là chủ yếu, vì giá có thể chênh lệch và biến động thay đổi liên tục, thay đổi theo nhiều yếu tố. Còn nhãn da bò hiện nay thì cũng chỉ nằm ở mức giá dao động từ 7.000 đến 9.000, nhãn đẹp, da láng đẹp, trái to thì dao động từ 8 đến 9.000, còn nhãn thường dao động từ 7 đến 8.000 thì theo từng nơi. Nhìn chung thì giá nhãn hiện nay thì vẫn còn đang ở mức cũng khá thấp. Còn thanh nhãn và nhãn xuồng hiện nay thì cũng sản lượng, số lượng không nhiều, nên tạm thời thì mình không cập nhật tình hình giá nhãn xuồng và thanh nhãn. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con, chúc các bác chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, may mắn và luôn thành công. Xin thân ái kính chào.